người điều khiển mắt chính ở trong trận thi đấu này là ông Phan Bóng Cường. Ông ta 1m70, cân nặng 65kg và có máu AB. Và theo thống kê trên sân của tôi này thì có 4 cầu thủ nhóm máu A, 5 cầu thủ nhóm máu B và 4 cầu thủ 6 cầu thủ nhóm máu C. Vâng, trước khi bước trận đấu thì đều đã có sự kiểm tra máu để tính nồng độ cồn và doping xem các thủ chúng ta sử dụng hay không. Thủ môn bên phía tay nhân chính. Như vậy hiệp thi đấu thứ nhất của chúng ta đã bắt đầu. Tất cả các cầu thủ đều đã là đầu tiên được thi đấu trên mặt sân. Rất đẹp, cơ như vậy đã có bàn thắng rất bất ngờ. Cú dứt điểm rất nhanh chân. Một cú ra chân nhanh như điện và một pha dứt điểm làm xé gió, xé toang khung thành của thủ môn bên phía các cầu thủ Tây Nhân Liên Hồng. Một cú dứt điểm không thể cản phá. Và cầu thủ vừa ghi bàn là Nguyễn Hữu Tiên, một trong những gương mặt xuất sắc trong mùa giải năm ngoái của bóng đá Danh Nhân Yên Chính. Có lẽ trận đấu khó khăn nhất chính là trận bán kết trước đơn kim 3 năm vô địch liên tiếp của giải bóng đá Danh Nhân, đó là đội bóng Thị Trấn Lâm. Mực tiền vệ đây chính là tiền vệ trung tâm của các cầu thủ. Coi đấu ông Lam rất bình tĩnh và tự tin, bản lĩnh rất lớn đến từ các đội chân của đơn kim vô địch. Rõ ràng họ đang khẳng định sức mạnh của mình. Nếu như hôm qua đội bóng Thị Trấn Lâm, đội bóng đang giành nhiều cúp vô địch nhất của giải đấu, đã có được chiến thắng thuyết phục, thì ngày hôm nay đơn kim vô địch cũng đang cho thấy sự nguy hiểm của mình đến như thế nào ở trên hàng công. Cả hai số 8 và 9 Đỗ Hồng Nam và Nguyễn Hữu Tiên mỗi người đã lập công ghi bàn. Và Nguyễn Hữu Tiên là cầu thủ xuất sắc hơn khi anh vừa có một đường kiến tạo chích người dành cho Đỗ Hồng Lam ghi bàn. Thì thuộc của xã trên Huyện Biên, đây là một đơn vị ngân hàng và một đơn vị của Việt Theo liên kết với nhau tham dự ở trong mùa giải bóng đá Danh Nhân năm nay. Rất hay, rất nỗ lực nhưng rất đáng tiếc đồng đội ở trong phía trong của số 10 đã không thể áp sát kịp thời. Hồng Lam, tốc độ của trận đấu ở trong trận thứ hai này nó còn đang được đẩy cao diễn ra nhanh hơn so với trận đấu đầu tiên. Hai đội bóng liên tục lên bóng phản công trên địa bàn của hai xã Yên Đồng và Yên Nghĩa. Trước khi bước vào giải thi đấu thì chúng ta đã tập luyện rất nhiều những trận đấu, những đấu pháp và chiến thuật đều được áp dụng rất nhiều không vào. Hàn Tiến Tú và tung ra một cú dứt điểm rất mạnh ở bên phía cánh trái nhưng đã không có thắng ở trong đúng đội khi mà thủ môn của đội bạn đã chơi xuất sắc và tập trung ở trong pha bóng của đội. Thủ môn Thảo Nguyên vừa có một pha đánh chặn rất chuẩn xác. Hàn Tiến Tú, Đỗ Phi Thương có thể lực tốt, thể hình vượt trội. Cùng với đó là sự ra rơi cho đấu trường, dứt điểm không vào. Lại thêm một cú dứt điểm quen thuộc để huy động của cầu thủ mang áo số 9 đầu tiên. Hàng thủ của các cầu thủ có may mắn, họ vẫn đang gia tăng sức ép để nhằm tìm kiếm bàn thắng đầu tiên. Tuấn Anh rất nguy hiểm, cơ hội không được. Rất may đã có sự bọc lót kịp thời của số 5 Quang Hoa. Ném biên dành cho các cầu thủ Danh Nhân đến 9-1. Pha bóng bút xa của đội bóng áo sọc đỏ xanh. Đến đây, dứt điểm không vào. Người vừa tung ra cú dứt điểm vừa rồi là đội trưởng Văn Trung. Tiền vệ trung tâm Khoa số 8. Quang Thọ. Nhấn lên. Và đi bóng tốc độ của Nhấn lên rất nỗ lực. Rất nỗ lực nhưng rất đáng tiếc ở bên trong thủ môn của đội bóng Yên Chính 2, Yên Chính 1 đã đón bóng rồi. Có vẻ như bên phía các thủ thành nhân của Yên Hồng đang có dấu hiệu xin hình người. Áo số 3 là Ngọc Thăng và người rời sân là Quang Hoàn. Trong màu áo của đội bóng FC Lăng Đẻ thuộc xã Yên Đồng. Anh Khoa rất khéo, bắt toàn. Và chỉ rất tốt của toàn, rất đẹp. Không vào, vẫn còn ngồi nhưng vẫn không vào. Một pha phản công làm mãn nhãn người xem vừa được các thủ Danh Nhân của Yên Chính 1 thực hiện. Một cú xử lý bóng rất hay của Văn Toàn trước khi chuyền bóng cho Hữu Tiên. Và bắt vô lê là khá đẹp bắt, thế nhưng ở trong pha bóng rồi. Thủ môn Thảo Nguyên làm lưới chơi rất xuất sắc. Dành cho các thủ Danh Nhân của Yên Chính. Đấy đâu, rất đẹp, cứ vào. Bóng rất nhanh vừa rồi là của Đỗ Phi Thương. Tiến Tú, Tuấn Anh,
rất hay và hợp lý. Đi được Hồng Lam, không phải đó là hướng tiền, vẫn là những pha phản công rất sắc bén đến từ các cầu thủ trên hàng tiền chính một. Một lối đá rất thoải mái và bài bản mà các cầu thủ chính một đã áp dụng ở trong trận thi đấu này. Và xử lý rất khéo Hồng Lam. Bóng đã đập qua trong đôi tay của thủ môn. Anh Khoa, Hồng Lam, Hữu Thiên, khoảng trống dành cho số 9 là rất lớn trong tình huống này. Không còn đáng dài cho anh thấy một. Và bản công vẫn luôn là quá man nhạc. Và nếu như theo tôi, rất có thể tỷ số trên sân sẽ được giữ nguyên trong khoảng thời gian khá dài. Chúng ta chưa chỉ kiếm ra đài Anh Khoa. 3-2. Anh đã có mặt điểm rất mạnh, bóng làm trung chuyển cùng tay thủ môn đối phương. Và ngay lập tức đoàn phản công của các cầu thủ Nhật Bản vừa rồi là đấu bị được. Vâng, và đúng này thì trong tài và mọi người cũng đã hoàn toàn khép lại trận đấu đầu tiên. Các cầu thủ Nhật Bản chúng ta sẽ được nghỉ ra đó ít phút trước khi quay trở lại với trận thứ hai. Ở trong hiệp một, một đội Anh Khoa, một đội xoay Anh Khoa, và một tiếp giang của các cầu thủ này nghe không? Đã đáng tiếc, có vẻ như pha chuyền bóng cũng là không hiểu ý. Ở trong hiệp đánh đầu, rất quyết không được. Mặc dù rất nhanh chân nhưng đội trưởng Văn Trúc đã không thể có được một tình huống dứt điểm nguy hiểm. Khi thủ môn chúng ta va chạm thì sẽ lợi thế hơn khá nhiều. Và xử lý rất hay của Hữu Thiên đối mặt. Một pha xử lý đầy bản lĩnh và cướp của đội trưởng Nguyễn Hữu Thiên. Anh đã có cú đúp ở trong trận thi đấu ngày hôm nay. Như vậy đã có hai cú đúp vào trong buổi chiều này. Thì có hai. Và xử lý rất hay của Hữu Thiên là côi. Côi lần này còn rõ ràng hơn lần trước rất nhiều. Thế nhưng thủ môn Thảo Nguyên đã có một pha đánh chặn rất kịp thời. Hà Tiến Tú rất kinh nghiệm. Thêm một đường chuyền chết người. Không được rồi. Vẫn bóng vào trong cuộc. Đáng tiếc thủ môn Thảo Nguyên đã chơi quá lăn xả trong pha bóng rồi. Nhãn quan chiến thuật, sự quan sát và nhạy bén là những gì mà các thủ dành đến chính một đang thể hiện ở trong trận thi đấu ngày nay. Anh Khoa sút điểm không được. Sút điểm từ một cự ly rất xa của Doanh Anh Khoa không có gì khó khăn đối với một Đỗ Duy Tùng. 8 Văn Trúc như thế này là công đầu của ông Phan Viết Thạc. Ông là ơi công vào. Ông là chủ tịch của hội doanh nhân Lý Yên ở trên Hà Nội. Ông cũng là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty thiết kế và xây dựng hạ tầng ở trên Hà Đông Hà Nội. Câu hỏi và hết sức đến từ các bộ bạn. Thế nhưng trước một đơn kim vô địch thì lúc này họ vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc rút ra. Côi vẫn không vào. Vẫn đang có một sự xuất sắc và tập trung đến từ thủ môn Duy Tùng. Phản công bên phía cánh phải căng ngang. Không được. Và phản công nhanh như chớp vào trong trận thi đấu ngày này mà chúng ta vẫn thường chứng kiến. Nó đều được châm ngoài bởi cái tên Nguyễn Hữu Thiên. Hà Tiến Tú căng vào trong một tình huống chuyền bóng dọn gỗ, thế nhưng rất tiếc dành cho cầu thủ mang áo số 11 vào sân trong hiệp hai lại không thể ghi bàn, đó là Nguyễn Tú Anh. Khá đáng tiếc. Những trận đấu đang phải đánh đúng tính chất long trọng của mùa giải năm nay. Một mùa giải đang có một sự khởi đầu hết sức thành công, không vào. Một tình huống đã chủ động mở bóng nhưng có vẻ như may mắn vẫn không mỉm cười với các thủ danh nhân của Yên Đông. Bóng đang chưa lúc nào ở trong thời điểm này nguồn cảm hứng ở đội bóng U23 Việt Nam. Không có gì bất ngờ thì các cầu thủ chính sẽ giành chiến thắng chung cuộc ở trong trận đấu này. Còn tỷ số họ giành là bao nhiêu thì chúng ta vẫn còn phải chờ xem. Có pha va chạm khá nguy hiểm và có vẻ như trọng tài Phạm Hùng Hương ông đã xóa tay của Tuấn Quân và rút ra một chiếc thẻ vàng dành cho Tú Anh, cầu thủ mang áo số 11.
Nếu như các khán giả nào bận công tác và không thể xem được trận thi đấu ngày hôm nay thì cũng có thể về hoặc lên YouTube hay là có hẳn một fanpage của giải bóng đá cho nhân dân Điện Biên lần thứ 5. Không hiểu trong tình huống rồi số 15 lại có một tình huống dứt điểm bằng mu cao trên. Đây đang là những phút thi đấu chính thức cuối cùng mà trong hiệp thứ 2 rồi, đánh đâu. Vâng, và đúng lúc này thì trọng tài Phạm Ngọc Cương không đạt đầu hồi còi khép lại hiệp thi đấu thứ 2 bằng 3 bàn thắng được thì các cầu thủ nhân viên chính 1 đã giành chiến thắng áp đảo kịch tính trước các cầu thủ nhân của Yên Hồng. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trực tiếp hai trận bóng đá trong khuôn khổ bảng B của giải bóng đá dân dân Điện Biên lần thứ 5 năm 2018 của chúng tôi hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình tôi xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý bà con. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.